bán rau cho Nga à? Vâng, em bán rau cho Nga, cho gà xem. Không khó ăn nữa. Đây, 20 con ở nhà nhá. Anh đi làm thuê. Con ở nhà nhá, bố đi làm thuê nhá. Nhà nhá. Vâng. Anh đi làm. Bye bye, bố đi làm nhá. Bố đi làm, bố đi làm, bố đi làm. Dạ, con chờ mẹ tí nhá.
cái đừng đến chờ mẹ để mẹ hái nhót nhá. Nhá con nhá. Con chờ mẹ tí nha, ngoan chờ mẹ tí. Dạ. Ơi, con ngoan chờ mẹ tí nhá. Mẹ xong rồi. Dạ. Ơi mẹ đây con. Chờ mẹ tí. Thank you.
tí. À đây 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 mẹ xong rồi. À đây 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 mẹ đây mẹ đây. Đây chờ mẹ tí con, chờ mẹ tí nhá. Thank you.
Thank you.
ơi. Mẹ đây con. Chờ mẹ tí. Đây là quần áo đấy nhá. Con ngồi ngoan chờ mẹ nhá. Để mẹ làm cái xào phơi quần áo, giặt quần áo, chẳng có xào phơi quần áo này. Chờ mẹ tí. Thank you.
em đang làm gì đấy? Em đi làm gì giờ? Em đang làm cái xào phơi quần áo Anh mua cái gì đấy anh? Anh mua thùng để nước. Con đâu em? Con đang ngủ rồi anh. Em vừa lừa cho nó ngủ trên giường ấy. Anh cho anh hộ em. Em để đấy anh làm cho. Thôi em làm cho. Thế để anh làm một tí, anh còn làm mấy chân để cái thùng nước. Thế để anh làm cho. Thế anh làm nốt cho em đi để em đi vào nấu cơm nhé. Làm nốt đi. Lấy hồi cơm nấu cơm. Đưa anh găng tay. Con chờ mày tí, con chơi chờ mày tí nha. Để mẹ nấu cơm.
Con chơi ngoan chờ mẹ nhá, để mẹ nấu cơm nhé con nha. Em ơi, ra kia ngoài anh cái tàu phơi này vào với. Thank you.
xuống đi.
Sao gì con? Ơi, mẹ múc canh cho lại đi, ta gọi bố ăn cơm nhé con nhá. Mẹ đã xong cơm rồi. Cái ngoan quá. Ăn cơm đi. À đây đây đây, bán cơm con ơi, về đây mẹ nào. Đây đây mẹ có cái này này, quả gì đây này? Cái ơi, đây. Quả gì? Ừ. Bố lấy quả cho con. Thơm con. Thầy bố, bố cho đi cái ghế ra tí nhá. Ôi giời ơi, ngồi dịch đây bố. Sẽ cơm ăn cơm nhé con nhé. Ngồi dịch đây bố mẹ. Ôi giời, cá ngon chứ. Quả nhót. Cái ăn cơm nhé con nhé. Em ăn cơm nhé. Ăn cơm ạ, má, nè bố bón cho con cơm nè. À, tí bố bón cho con sau nhá. Ăn xong mẹ lấy nhá. Đây bố. Ăn cơm đi con. Đây mẹ nào, đây mẹ, mẹ lấy như thế. À, lò quá. Ăn cơm anh. Thôi anh ngò. Anh nhót không con ơi? Ừ. Phải nhát không con? Ngò thế anh ạ. Chơi nha, mẹ đưa cơm cho chó nha.
gái ơi, gái ngồi chơi ngoan nha. Anh ơi, anh đi cho chó ăn hộ em đó. Em đi rửa con bát em. Bố đi cho chó nha. Đi cho chó. Con gái ngồi đây nhá, mẹ đi rửa bát nha.